Alo, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Chúc tất cả anh em đã xem được video của mình có những ngày chiến thắng rực rỡ anh em nhé. Vốn cái này mình để lại là 25 củ. Với 25 củ là mình sẽ chốt lãi và chơi như thế nào anh em cùng theo dõi. Ok, vừa rồi tài 13. Tài 13 thì công thức 13 cộng 6, 13 cộng 2 đều lẻ. Thì từ lẻ tài tới đây lẻ xỉu. Nhẹ nhàng 2 củ khởi động đúng không anh em? Uy tín luôn anh em ạ, uy tín không thừa không thiếu một chấm luôn, không thừa không thiếu một chấm. Tiếp tục nào, vừa ăn quả hai củ rồi, đấy hai củ thu về được lãi được một củ chín đấy, vốn mình có 25 củ, vốn 25 củ thì bây giờ là lãi củ chín thì bây giờ vào luôn một củ chín vào tài, đấy vào luôn một củ chín vào tài, mượn nó ra nó thôi anh em, mượn nó ra nó. Anh em xem được video của mình, anh em nhớ đừng quên bấm like và đăng ký kênh và chia sẻ cho mình. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em đang thua than hoặc là anh em cần hỗ trợ thì em cũng mạnh dạn liên hệ với mình qua phần mô tả video. Mình sẽ chia sẻ cho anh em những phương pháp chốt lãi thành công nhất ở trên con VB77 này, cũng như các con game online hiện nay. Anh em chúng ta cùng trang trải cuộc sống đã lần cùng đi lên. Ok, tay thứ hai nào, anh em cùng chờ đón kết quả tay thứ hai. Ai ra, mình là một bàn tay, anh em cũng chúc em ạ. Không sao anh em nhé, vẫn chiến thôi. Đó, xỉu 8 tài, có một lịch sử dụng 8 ở đây thôi. Bây giờ 8 cộng 2 nghe chẳng xỉu. Đi vào một tay xỉu anh em. Để vào luôn cái tay 5 củ anh em nhé. Với cái bộ môn này thì mình luôn tự tin với anh em là mình có dày dặn kinh nghiệm, có thể chia sẻ anh em những phương pháp chốt lãi thành công nhất. Anh em chúng ta cùng đi lên cùng trang trải cuộc sống nữa nào, chứ không phải là đưa anh em đi xuống đâu. Nên anh em cứ yên tâm tham khảo. Anh em tham khảo trước tiên là phải cảm thấy hợp thì anh em nạp tiền chơi, không hợp thì anh em bỏ qua. Cùng chờ đón kết quả này nhé. Rồi xong rồi, xong rồi. Ăn hai thua một rồi, ăn thua một ăn hai rồi. Thua hai ăn một rồi. Đây vừa rồi là trả về tiếng tài 18 thì như này, tài 18 xỉu, tài 18 xỉu, tài 18 tài, 18 tài thôi. Chạy hai tài hay hai xỉu hai tài. Bây giờ mình sẽ ra một tài 18 về xỉu này. Đó. Tài này thì mình tự tin với anh em là làm tay 10 củ luôn. Tự tin với anh em làm tay 10 củ chốt lại anh em nhé. Ok, anh em cùng chờ đón kết quả xem là có thành công hay không. Đối với tay này thì mình tự tin luôn với anh em nhé. Đã soi kiểm tra lịch sử đường cầu rất kỹ rồi. Kiểm tra lịch sử đường cầu rất kỹ rồi. Nên là anh em yên tâm là tự tin tay này chốt lại. Đó. Không chốt lãi không bao giờ chơi tài xỉu với chia sẻ tài xỉu anh em nhé. Ok chưa anh em? Uy tín chưa? Đó, khi mà mình đã phân tích kỹ rồi thì không phải đo điều gì hết. Cỡ ngay đúng không? Xỉu 6 này. Xỉu 6 xỉu 6 tài. Đó. Cái này điểm tay xỉu 6 xỉu cũng là hợp lý thôi. Tuy nhiên thì từ nhé, 6 1 6 3. Ok, cái này vào một tay xỉu 6 xỉu. Tuy nhiên tay này vào đúng 5 lít lẻ thôi. Mà vào một rưỡi đi. Rất nhiều video mình chia sẻ với anh em nhé, tức là khi mình đã ra vào một cái tay nó ở mức nhỏ rồi, tức là mình đã vào 5 lít rồi, mình phân vân mình vào thêm, thì thường cái tay đấy là rất hay thua anh em nhé. Thường tay đấy rất hay thua thì mình để xem này, nó có đúng như thế hay không. Đây giống như tay này, mình lại vào thêm nữa để xem nó có đúng hay không, xem nó có chuẩn như vậy không. Mình cứ vào xong nó lại hay bị thua như vậy. Ok, anh em cùng chờ đón kết quả nào. Nó không hề đúng tí nào luôn. Ok chưa anh em? Chẳng qua phương pháp chưa đúng thì nó xịt thôi.
nhờn với thầy. Xỉu này. Ok, thằng này đi một tay xỉu anh em nhé, chỉ đi này. Chỉ đi này, nhẹ nhàng tí cả. Ok, anh em cùng chờ đón kết quả cái này nào. Mày nhờ với thầy à? Thừa một chấm rồi thầy ơi. Thừa một chấm rồi thầy ơi. Tài 11 à? 6-1, 6-3 đều lẻ bình thường, lẻ tài lẻ xí. Tức là nó đã đi ngược rồi. 11 với 5 lấy 16 chẳng xỉu. Mày nhờ với thầy rồi. Mày nhờ với thầy rồi, thầy phang hai củ rồi. Ok, em cũng chờ đón kết quả nào. Ây da, ôi. Lại chạy 22 rồi anh em ơi. Bực mình qua bên tài xỉu đỏ đây anh em ơi. Tài xỉu xanh có món gì không? À, tài xỉu đỏ có món gì không? Thôi không được, vẫn phải chiến anh em ơi, vẫn phải chiến. 17 với 6 là đi 23, 23 lẻ tài. Nhờn với thầy. Phút chốc anh yếu lòng khi nhìn em phải khóc. Được chốt lãi luôn anh em nhé, được chốt lãi luôn, không tham nhá anh em, cùng mở bát tay này này. Mày nhờn với thầy đi, nhờn với thầy đi, ok chưa anh em, thành công rực rỡ anh em nhé. Như vậy là vui số vẫn bắt đầu là 25 củ của mình đã chốt lãi được 7 củ, hơn 7 củ, lên được 32. Anh em xem video của mình cảm thấy hay thì mình một like và đăng ký kênh chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video sau.